Thưa quý vị, sáng nay tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động phân công cán bộ. Tham dự lễ và trao các quyết định có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm quyết định về việc phân công đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động và phân công đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Phân công đồng chí Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020. Điều động và phân công đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 và điều động đồng chí Lưu Đức Hoàng, tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh để nhận công tác tại Văn phòng tỉnh ủy, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cầu thị, gắn bó trách nhiệm với công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí cũng mong muốn tập thể các cơ quan luôn đoàn kết thống nhất, ủng hộ các đồng chí mới nhận nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí mới được phân công bổ nhiệm, đồng chí Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan các ban của Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.